Thưa quý thính giả, Dung giờ đây đã sống đúng với danh nghĩa con gái út của ông bà Năm. Cuộc sống của cô bây giờ khác hẳn so với ngày trước. Cô được ngồi lên những chiếc xe hơi hiện đại, mặc những chiếc áo quần rực rỡ và đeo đầy trang sức đáng giá. Bà Năm là người chăm chút về bề ngoài cho Dung nhất. Bà muốn cô phải rũ bỏ hết cái ô uế của kiếp người ở để đúng với thân phận con gái của ông bà. Dù vậy trong lòng Dung vẫn cảm thấy khó có thể thích nghi và cô chỉ luôn nghĩ đến Thu. Cô quyết đi tìm thăm anh. Nhưng Dung có gặp được Thu hay không? Xin mời quý thính giả cùng đón nghe phần 6 cuốn tiểu thuyết Hơn cả tình yêu của Nguyễn Trường qua giọng đọc Kim Yến. Đêm chuẩn bị cho đám rỗ thật nhộn nhịp. Thợ nấu bánh tét, bánh ít, thức trắng đêm thùng bánh tét, bánh ít, sôi sùng sục. Những cặp bánh to bằng bắp chân, dài cỡ 30 phân được vớt ra, bốc khói ngùn ngụt. Chỗ làm pate, nơi làm chả lụa. Có chỗ chế tạo ba loại bánh nhân mỡ, nhân chuối và nhân đậu. Có góc làm bánh da lợn, bánh khọt, bánh bò. Người ta mải mê đổ từng cái bánh bé xíu. Nhưng mà trong suốt, bà Năm đích thân chỉ huy nồi sôi vò vì bà Thạo và thích món này nhất. Đầu vấn khăn gọn gàng, tay áo sắn cao, bà Năm khệ nệ bưng chào đậu xanh đến. Đậu đã được nấu chín với nước cốt dừa, sầu riêng, vò thành từng cục trắng, to bằng những quả trứng ngỗng. Bà chủ dạng chân, tay mở nắp nồi sôi, hơi nóng bốc lên ghi ngút. Bà nhặt từng cục đậu, bóp nhuyễn, rắc lên mặt sôi, rồi dùng đũa đánh, lâu lắm, mồ hôi đọng trên trán bà. Vợ ông chủ tịch kéo khăn trên đầu, lau qua khuôn mặt đỏ bừng vẻ hài lòng lộ rõ. Xôi chín, người giúp việc khiêng nồi xôi lạch bạch từ dưới bếp lên nhà ngang. Bà năm mở nắp, mùi sầu riêng, hương nếp mới quện lại với nhau, bốc lên ngào ngạt. Bà năm bưng thau đường cát trắng tinh, rắc lên mặt xôi và dùng đũa bếp đánh đều Món xôi đã hoàn tất, bà dùng đũa xẻo lấy một ít, đưa lên lòng bàn tay. Vợ ông chủ tịch bóp bóp cục xôi nhỏ tròn tròn như hột trứng, rồi đưa lên miệng kiểm tra chất lượng. Xôi đã đủ độ ngon, bùi thơm ngọt và dẻo nữa. Khách đến nhà bà Năm, sau khi đã no say, vẫn dùng thêm đĩa xôi vò vì mùi vị thơm ngon và kỹ thuật nấu điêu luyện của bà mọi người lục đục chuẩn bị từ khi còn mở đất. Thức suốt đêm nhưng không khí tất bật làm họ quên buồn ngủ. Ngôi nhà lớn trở nên chặt trội, bàn ghế dọn ra và người đến đông hơn. Khu nhà được trang trí lại cho thêm phần long trọng. Bàn ghế phủ vải hoa rực rỡ, tủ thờ lưu hương được đánh bóng vàng chóe từ ngoài tiệm, giờ được đưa lên trưng. Bàn thờ đầy áp trái cây, mãng cầu, măng cụt, cam, quýt, chôm chôm, nho. Đó là quà do bà con dưới quê lên cúng. Tin ông bà Năm vừa tìm được đứa con gái út lan đi rất nhanh. Cái dỗ năm nay, những người được mời chuẩn bị đi đám rất sốt sắng. Họ muốn đến chia vui với ông bà, người sang trọng và niềm tự hào của dòng họ. Dung trở thành nhân vật trung tâm. Người ta đến nắm tay cô, nói những lời cảm động nhất. Họ đều chung nhận xét cô đẹp và dễ thương. Ông bà ba, người nuôi dung hai năm trời cũng xúc động. Bà ba tự hào ra mặt, bà cố làm cho ông Năm nhớ đến công lao của mình. Trong giọng nói của bà ba, người ta thấy rằng nếu không có bà, chắc gì ông Năm tìm được con. Công của bà lớn như Christophe Columbus, người tìm ra châu Mỹ vậy. Dùng cưng ngóng ra cổng, nhìn những người khách tề tiệu kéo nhau về, không biết thu đâu, có lẽ ba má Dung không mời, có lẽ ba má cô còn giận. Chắc giờ này, anh đã hay Dung được nhận là con ruột của ông bà Năm. Bây giờ, Dung đã là anh em cùng dòng họ với Thu và vai vế có khác. Không lẽ mối tình đầu đã bị cắt? Dung nhớ Thu, nhưng cô không dám hỏi ba má. Chắc là anh không đến rồi. Thu ơi, tuy em là con ông bà Năm, nhưng em vẫn kính trọng và thương nhớ anh. Em đâu muốn chúng ta xa cách. Qua đám dỗ này, thế nào em cũng về quê thăm anh. Em sẽ nói cho anh hiểu lòng em. Thời gian dung dành để nhớ thu rất ít. Cô luôn bị bà con cô bác hỏi thăm. Cô phải tươi cười vui vẻ trả lời tất cả những người quan tâm đến cô. Cô được nghe giới thiệu tên tuổi thứ vị của những người bà con mà cô quên ngay. Đến nỗi sau đó cô ngại trả lời ai đó vì không biết phải xưng hô ra làm sao cho đúng. Cuối cùng, cô chỉ giữ lại nụ cười xã sao trên môi và nỗi nhớ thu trong lòng. Mâm bát được dọn lên. Hàng chục bàn, phần lớn là bàn tròn. Thức ăn xếp ra la liệt trên mặt bàn. Vịt hầm, chín dục cà ri vàng ngậu, bỏ cháy thơm phức, thịt kho tàu, nấu với nước rửa xiêm màu hổ phách. Trà đùm đơm như sôi, gỏi tai heo chua giòn nổi bật trên đó những trái ớt sừng trâu đỏ chót trẻ thành hình bông hoa rau sống đơm đĩa lớn bên trên xếp dưa leo khóm sắt lát xen nhau như là đài hoa khổng lồ nhiều món ăn khác mà lần đầu tiên dung nhìn thấy dung chạy lòng nhớ đến những bữa cơm ngày xưa của mình cũng ngay trong nhà này đàn ông uống rượu đế ly nhỏ xoay tròn uống chuyện tay nhau ly đến tay ai người đó phải cạn cạt ly mới được đưa cay người không biết uống mời ra và tốt nhất len lén ngồi mâm đàn bà còn đôi chút tự ái thì uống một hai ly gì đó theo vòng rồi nhịn đói mà trốn không biết tục lệ này có từ bao giờ nhưng nó tập cho những người thanh niên biết uống rượu rất nhanh uống càng nhiều Ói càng lắm, được coi là thật tình. Dung đi ngang qua bàn nhậu, mùi mồ hôi, mùi rượu nồng nồng, chua chua. Tiếng nói cười hô hét làm cô thấy buồn nôn, mệt mỏi và nhức đầu bởi những âm thanh ẩm mỹ đó. Cô bỏ vào phòng bình khóa cửa, nằm lì trong đó. Ông Năm thường vắng nhà. Thói quen đi lại liền liền mấy chục năm chiến tranh còn ăn sâu trong ông. Ông vẫn giữ thói quen làm việc theo hứng sực nhớ ra công việc lúc nào ông lao vào quên hết tất cả thời gian giờ giấc chỉ khổ cho anh lái xe đang ngủ ngon giấc bỗng bị dựng dậy đang tuổi ăn tuổi ngủ mà làm việc theo kiểu đó thật khổ anh luôn thèm ngủ hễ dừng xe được một lúc là anh bật chốt cho chiếc ghế hơi ngả ra sau rồi ngủ ngay có lần anh ngủ gật trong xe lúc đang chạy cũng may quãng đường quốc lộ ấy rộng lại thẳng giữa đêm khuya thành vắng nên không gây tai nạn. Khi anh choàng tỉnh, xe đã lướt đi vài cây số rồi. Giây phút, chấn tĩnh, anh nhìn vào kính chiếu hậu. Ông Năm vẫn ngủ lơ mơ trong xe, không biết mình vừa qua, phút giây cực kỳ nguy hiểm, thần chết chỉ trong gang tức. Anh không dám kể lại chuyện ấy với ông. Nếu biết, ông sẽ dựng tóc gáy nhưng mà ông Năm còn hơn anh về tật ngủ được vào bất cứ giờ giấc nào. Có lần anh thư ký đọc cho ông nghe bài diễn văn khai mạc hội nghị mà anh đã bỏ bao công đoạn soạn thảo. Ông có thói quen duyệt văn bằng cách ngồi nghe người chắp bút đọc, hiếm khi ông tự đọc lấy. Bài diễn văn ngày mai ông sẽ đọc trong buổi khai mạc hội nghị quan trọng của tỉnh nhà. Anh thư ký mới đọc non nửa bài, đã nghe tiếng ngáy của sếp Ben mỉm cười ngừng lại. Nhưng mà sếp choàng tỉnh. Bảo anh đọc tiếp. Ông Năm lại ngồi dựa vào ghế salon lim xi mắt nghe. Một lát sau đã lại nghe tiếng ngáy khò khò phát ra từ cổ học ông. Rút kinh nghiệm lần trước, anh thư ký cứ đọc. Anh cũng muốn nhanh chóng thông qua để chóng được đi chơi. Bài diễn văn kết thúc. Ông Năm mở choàng mắt, ngồi ngay ngắn lại góp ý. Anh kinh ngạc bởi ông bắt sửa cả những đoạn anh đọc khi ông đang ngáy. Ông có thể thức suốt mấy đêm liền để chỉ huy một chiến dịch, không cần lấy một phút chợp mắt. Khi chiến dịch kết thúc, ông lăn ra ngủ. Mấy đêm liền. Hồi kháng chiến, những người dưới quyền ông khổ sở vì bị ông dựng dậy giữa đêm khuya, lạnh bút xương để đi làm nhiệm vụ. Thói quen ấy còn lại cho đến bây giờ. Ông bị nhiều người phản ứng thời kháng chiến vì nhiệm vụ đặc biệt có liên quan đến xương máu, đồng đội, đến sự thắng lợi của trận đánh của chiến dịch. Dù có mệt mỏi, mắc ngủ, họ cũng cố gắng làm. Giờ đã hòa bình, làm việc có giờ giấc thì ông chủ tịch lại bê nguyên si tác phong làm việc thời chiến tranh. Các cán bộ cấp dưới tuy không phản ứng ra mặt nhưng họ phản ứng ngầm bằng cách lẩn tránh ông. Chỉ có lái xe là vô phương lẩn tránh. Ông chủ tịch thức thì anh phải thức thậm chí ông có thể ngủ trên xe nhưng anh phải thức trên vô lăng của mình khác với mọi khi chủ nhật này ông nằm ở nhà ông thấy người mệt mỏi tuổi tác bắt đầu tấn công ông mới hôm qua thôi anh thư ký mở cho ông nghe đoạn băng ông phát biểu cách đây nửa năm giọng ông còn sang sảng bây giờ giọng ông có hơi thở sức khỏe của ông tồi tệ quá rồi dạo này dùng rảnh rang. Cô chọn sáng chủ nhật này, cô quyết định đi thăm thu. Tất nhiên, cô giấu cha mẹ. Lúc đó ông Năm đang ngồi ở phòng khách, tay cầm ống nghe điện thoại. Ông chờ một cú điện thoại đường dài. Dùng gión rén đến bên cha lễ phép. Thưa ba, hôm nay chủ nhật, con xin phép ba má cho đi chơi một buổi. Ông Năm nhìn con bằng ánh mắt chiều mến. Được, nhưng tối phải về nghe. Dạ, chưa con về ạ. À? Ông Năm gật đầu hài lòng. Dung vừa toan lui xuống bếp. Ông đã gọi. Con đi bằng gì? Dạ, con đi bằng xe đạp. Ông Năm vẫy Dung lại ôn tồn. Con lấy xe của ba đi cho khỏe và an toàn. Dung đáp. Thôi, con đi xe đạp cũng được rồi. Ông Năm làm như không nghe lời Dung. Nói, gọi. Thắng à, cháu chở con Dung đi nhá. Dung không dám cãi đành theo thắng lên xe. Lần đầu tiên một mình dung với tài xế trên xe hơi sang trọng, cô thấy thế nào ấy? Nhưng mà nỗi nhớ thu đang xâm chiếm tâm hồn cô. Hôm nay, Dung mặc bộ áo quần đẹp nhất. Đó là chiếc áo dài màu xanh nhạt. Dung đánh phớt qua, chút phấn son. Cô muốn mình đẹp nhất trong mắt thu. Vừa liếc Dung, thắng vừa định. Chị Dung, hôm nay đẹp quá, Tiếc nước mình chưa tổ chức thi hoa hậu, nếu không chị sẽ giành được vương miện. Em mà thi với ai? Dung nói vậy nhưng mà rất vui. Lát nữa thôi, cô sẽ gặp Thu. Cô rất sung sướng nếu được Thu khen như thắng. Cô sẽ ngả vào vai anh. Anh vuốt mái tóc mềm, hôn và nói với cô những lời yêu thương. Dung nói với Thắng. Anh cho em ghé vô chợ một chút. Chiếc xe rẽ vào chợ trung tâm xe lướt qua dốc cầu, nơi có tiệm hột vịt, người mua bán đông đúc, đủ mọi loại xe đậu trước cửa tiệm. Dung nhớ tới hai giò hột vịt nặng trĩu và hai bàn tay đỏ lừ vì quay giò xiết vào da thịt, vết chai hãy còn đây. Anh hay cầm tay cô, vuốt vuốt những nốt chai trên tay cô. Anh hay bóp nhẹ những ngón tay nhỏ nhắn của cô rồi khen bàn tay Dung đẹp. Dung thở dài. Chỉ một thời gian nữa thôi tay dung sẽ mềm mại và đẹp hơn lên loáng cái xe đã đến cổng chợ thắng quay lại nói với dung chị vô chợ tôi đậu xe ở chỗ kia dưới cây xoài nhé em vô chừng nửa giờ anh chờ em chút xí nghe tùy chị thắng cười định tôi chỉ được quyền phục vụ chị thôi chị toàn quyền quyết định dung mỉm cười cuộc đời đến lạ mới lúc nào còn bị người ta coi thường mà giờ đây Nhà lồng chợ rộng mênh mông, ngập tràn hàng hóa, những sạp vải ngổn ngộn bao xúc vải xanh, đỏ, trắng, vàng sặc sỡ. Cô chọn mua cho Thu bộ quần áo xanh dương, màu mà Thu thích nhất. Nếu đến mẹ Thu, cô mua biếu bà ba thước vải kate màu nâu, vải này hợp với người già. Cô chọn mua chục cam sành, loại ngon nhất. Người bán bỏ cam vào túi ni lông trao cho cô. Xe chạy xa quốc lộ phóng vun vút kim đồng hồ qua qua lại lại vạch 80 km giờ. Thắng bật công tắc cassette. Bài hát quen thuộc vang lên. Xe chạy êm như du, máy điều hòa nhiệt độ làm không khí trên xe mát lạnh. Mùi nước hoa từ chiếc bình hình búp sen gắn gần vô lăng tỏa hương dịu dịu. Xe bỏ quốc lộ, rẽ vào con đường sỏi đá lộn nhổn về thị trấn. Thị trấn của cô đây rồi, nhưng mà sao lạ quá, thị trấn nhỏ nhắn như một làng quê nếu không có xăm bảy căn nhà lầu và bến xe khách nằm đầu thị trấn. Lúc này cũng mù mịt bụi và nồng hơi khói do các loại xe vào ra. Quanh thị trấn là những dạng dừa chữ quả luôn xanh tươi. Xe chạy dọc bờ sông lộn đồn đá và ổ gà. Phong cảnh đổi thay nhiều quá. Cô phải lục trong trí nhớ để tìm ra mái nhà khi xưa căn nhà đó ở bên một con rạch cạnh một cây cầu tranh vinh. Nhờ đặc điểm đó, Dùng nhận ra nền nhà bây giờ cỏ dại mọc um tùm. Nó không còn dấu tích của thời má và Dung sống ở đấy. Má giờ ở đâu? Má ơi! Có ai đâu để sửa sang ngôi mộ của má? Đã mấy năm rồi, con không thắp được nén nhang trên mộ má. Giờ má có biết con về thăm má đây không? Xe dừng trước ngôi nhà lá của mẹ Thu. Ngôi nhà hệt như má nuôi cô đã cất hồi trước. Cũng tình toàn, chống trước chống sau. Cũng mái lợp lá dừa nước, mảnh sân rêu phong, chiếc lù sứt miệng. Nhưng mà sao? Dung thấy ấm áp quá chừng. Ngôi nhà làm sống dậy cả quãng đời thơ ấu của cô. Quãng đời cơ cực mà giàu tình cảm làm sao? Má Thu già và ốm yếu cũng như là má nuôi Dung ngày xưa nhận ra chiếc xe hơi và người lái xe quen thuộc bà niềm nở đón dung vào nhà thắng giới thiệu dung với bà bà cảm động có phải là con ruột anh chị năm đó không dạ dung đáp bà năm trầm trồ thằng thu nhắc con hoài nó khen con chịu khó giờ gì mới biết mặt cháu của gì đó dung không giấu được nôn nóng cô cứ tìm cớ nhìn quanh để tìm thu nhân cơ may bà nhắc đến thu cô hồi hộp hỏi thưa gì anh thu đi đâu rồi bà cụ rơm rớm nước mắt anh cháu đi làm dãy trên cát tiên rồi nó đi mấy bữa nay dạo này nó hay buồn nó nói lên rừng làm dãy cho đỡ buồn ở đây có mẹ có con còn chưa vui được hào hứng lên rừng mới vui nó siêng năng chịu khó lắm nhưng số nó vất vả từ khi chưa lọt lòng anh từng nói sẽ đưa em đi lập nghiệp trên đó giờ anh đỡ bỏ đi một mình còn tổ ấm của chúng mình định dựng trên đó anh cũng quên rồi sao dung ngước nhìn mái nhà ánh sáng lọt qua kẽ lá thành từng luồng trong suốt sắp tới mùa mưa rồi mái lá đơn sơ này có đủ che một mái đầu bạc không dung mang gói quà biếu má thu rồi chia tay bà bà cảm động thành ra cứ luống cuống mãi mắt bà ươn ướt dung thấy lòng tê tái rồi dung nghĩ đến rừng già âm u hồi xưa cô mơ về nó với vẻ đẹp hùng vĩ với suối ngàn mềm mại trên sườn non còn giờ cô tưởng như thấy cảnh âm u buồn bã thâm nghiêm phải thế không anh lần đầu tiên dung có thư phong bì ghi hai chữ phương xa nhưng nhìn dòng chữ quen thuộc đó dung biết ngay thư anh Dung hồi hộp chạy về phòng, tay run run bóc thư. Dòng chữ của Thu hiện lên trên trang giấy. Dòng chữ run dày hay chính là Dung vậy? Thư Thu kể rằng anh đã biết được chuyện ông bà năm nhận Dung là con ruột. Anh rất mừng được nhận bà con với Dung. Anh càng vui hơn khi tương lai của Dung được đảm bảo chắc chắn và tươi sáng. Anh nhắc Dung phải sống cho tốt, đừng quá ỷ lại vào điều kiện. Anh kể chuyện làm giấy trên cát tiên. Cuối thu, anh nói xa xôi rằng, con người ta dù muốn hay không cũng không thể chống lại sự định đoạt của số phận, không thể vượt qua mọi trở lực, nhất là trở lực đó ở ngay trong đồng loại, trong quan niệm của bà con ruột thịt và được xã hội công nhận là đương nhiên, và ngay cả trong ý thức của chính mình. Ngày Dung lên xe hoa, em đừng quên mời anh ở chốn núi rừng heo hút này nhé Dung. Cha ơi, chỉ nhiêu dòng thôi mà nó khiến Dung hòa khóc tức tuổi. Thú ơi, anh phải dằn yêu thương, anh phải làm bộ bình tĩnh như không có gì cả. Thú ơi, anh có thể giấu mọi người, nhưng làm sao có thể giấu tình yêu thương, sự xót xa của anh đối với em. Tình yêu của anh giờ đây, nó được nén lại và thêm phần tuổi hờn xót xa cho thân phận của mình, phải không anh? Em biết hết, biết hết. Cuộc đời sau lắm ràng buộc, lắm éo le đến vậy. Em nhớ có một nhà văn nào đó đã viết rằng, con người ta chỉ được một cái, được thứ này tức là mất thứ kia. Nào em có cần chi giàu sang, con ông này bà nọ. Điểm vui tìm được ba má chưa hết thì em lại gánh nỗi đau phải mất anh, bắt buộc mất anh. Giờ đây, có ai đi cùng em trong quãng đời cuối cùng, thông hiểu em, thương em như anh. Đồng hồ treo tường buông từng tiếng nhạc ngân nga báo hiệu 5 giờ sáng. Dung tỉnh dậy, thói quen dậy sớm có từ ngày Dung về ở nhà bà ba. Dung đánh răng rửa mặt rất nhanh, vợ chồng anh ba và cháu Thu Hiền hãy còn ngủ say. Dung xuống bếp nấu nước pha trà cho ba. Ông năm có thói quen dậy sớm uống trà và nghĩ ngợi. Sáng nào cũng vậy, khi Dung bưng khay tách trà lên nhà trên là đã thấy ông năm ngồi bó gối tư lự. Ông Năm rất hài lòng khi thấy tách trà đặc mà Dung rót cho mình. Con dâu con trai làm sao hiếu thảo bằng con gái? Có lúc ông nghĩ nếu như Dung được nuôi từ bé trong nhà này, chắc gì cô đã siêng năng như thế. Ờ, mà chỉ có vất vả gian lao mới rèn luyện được con người. Ngày chính mình cũng vậy thôi. Pha trà xong, Dung thấy buồn tay chân, lại ngồi bếp phụ chị tư nấu cơm. Có hôm, theo thói quen, Dung lại ra trường heo trường gà phụ hải. Bà Năm không bằng lòng cho Dung làm những việc mà theo bà là hôi hám. Con gái út của bà không thể lam lũ được. Đàn gà công nghiệp đã quen Dung. Trông thấy cô, chúng nhảy lung tung, đập cánh loạn xạ đòi ăn. Dung xúc cám trong bao, đổ vào máng ăn bằng tôn trắng kẽm. Bầy gà chen nhau, thò cổ, qua song trường bằng gỗ mổ tới tấp. Thường khi ăn, gà chọn tấm ngô và tấm gạo ăn trước. Thực đơn cho gà công nghiệp khá cầu kỳ, hơn chục loại trộn theo tỷ lệ định sẵn gọi là công thức. Thức ăn này, con Kina rất thích. Mỗi lần Dung cho gà ăn, con chó lại chui qua hàng rào qua với cô. Dung dành phần cho nó, đó là chén cám heo, bên dưới toàn cơm trắng. Con Kina chỉ dám sang với Dung vào ban sáng, khi mọi người chưa dậy. Nó biết sợ từ bữa bị bà Năm phát hiện cô cho nó ăn và đã lớn tiếng giày la cô. Đến khi Dung được nhận là con ruột. Cô không bị bà Năm giày la về việc đó nữa, nhưng bà thường đuổi đánh khi nó chui rào sang với Dung. Biết vậy, Dung thường cho gà ăn sớm để được gặp Kina. Ông Năm xem đồng hồ tay. Gần 7 giờ sáng, ông định đứng lên thay bộ pyjama bằng bộ đồ tây thì hai ông già kéo nhau đến. Họ mặc bà ba đen đã cũ và đi loại dép nhựa rẻ tiền. Bộ quần áo đó cộng với nước da dám nắng làm họ thêm đen đúa. Hai ông chào ba Dung rồi cười. Dung rót nước mời khách. Hai ông chắc lần đầu đến đây và được ngồi bộ sa lông sang trọng nên tỏ ra ngập ngừng. Ông Năm lặng yên một lát mới hỏi người đối diện. Bà nhà khỏe chứ anh? ông già mặt bé chót ngạc nhiên bà nhà tôi mất lâu rồi anh năm không nhớ à hồi ấy anh có đến dự đám tang mà ờ oh, ờ oh, tôi quên ông năm ậm ừ khách lại cười nói tiếp tôi biết làm đến chức như ông thì khó có thời gian rảnh đứa con gái lớn của tôi cứ nhắc ông năm lâu rồi từ ngày hòa bình đến nay không thấy về thăm Tôi nói ông làm đến chức chủ tịch tỉnh, công việc tối mắt tối mũi, còn thời gian đâu nữa mà đi thăm chơi. Ông Năm cắt ngang, bây giờ nhà anh ở đâu? Khách kêu lên, ở chỗ đó chứ đâu nữa? Ông coi vườn tược nhà cửa như vậy, còn chuyển đi đâu nữa? Ông Năm liếc nhìn đồng hồ vẻ sốt ruột hiện lên trên khuôn mặt. Bảy giờ rồi mà hai ông già cứ rông dài vậy, biết lúc nào mới đi được mấy ông này ở đâu mà coi quen quá nói như vậy là chắc ông ấy ở vùng kháng chiến cũ hồi đó mình đi khắp nơi được bao nhiêu người đuôi nấng che giấu làm sao nhớ hết được cả tỉnh có một chủ tịch ai lại không biết còn chủ tịch làm sao biết hết mọi người trong tỉnh được không nén nổi vì trí nhớ kém của mình ông năm hỏi thẳng xin lỗi tôi quên anh quê ở đâu nhỉ ông già loắt choắt kêu lên anh năm quên tôi thiệt rồi sao tôi ba tài đây này, ba tài ở đồn ông Hiện đây này. Anh nhớ lần tụi sư đoàn cọp đen bao vây đồi ông Hiện không? Tôi dẫn đường cho cả đơn vị anh thoát được ra ngoài đó. Đêm đó, mình tôi dùng thuyền đưa cả đơn vị vượt qua đoạn gần thác đó. Ông già cười hà hà. À, tôi nhớ ra rồi. Ông nằm gật gù thích thú. Anh là ba tài. Chúng tôi thoát được trận càn, rồi lại quay lại tập kích thắng lợi là nhờ công của anh đó. Hồi ấy chúng tôi gọi giết tên anh là anh Bát Tài. Khách mừng rỡ cười hết cả mặt, quay sang bạn, Bát Tài giới thiệu. Đây là anh bảy giáo, chòm xóm với tôi, cũng ủng hộ cách mạng hết lòng đó anh Năm mà, nhưng mà chắc anh Năm không biết. Ông Năm gật đầu và lại liếc nhìn đồng hồ, nhưng đã bớt sốt ruột đôi chút ba tài không hề chú ý đến cử chỉ đó cứ thao thao kỳ sau anh năm quay lại ở cả tháng tôi nhớ cả nhà dùng thuyền đi tiếp tế cho bộ đội hồi ấy mà chở gạo cũng nguy hiểm như là chở vũ khí rồi chết như chơi nhưng mà đâu có ngán phải không anh năm nhà tôi thành trụ sở chỉ huy coi vậy mà cũng vui cả nhà lo nấu cơm nước cho bộ đội suốt ngày sau đó tụi cọp vằn lại đổ quân xuống ngay nhà tôi, anh năm còn nhớ không? ông năm cười gật gật. Lần suýt chết đó, ông làm sao quên được? ông đang họp với cán bộ của khu thì bất ngờ địch đổ quân bằng máy bay lên thẳng. lúc bà tài chạy vô báo thì mấy trung đội dần di đã triển khai xong thế bao vây rồi. ông năm và hai cán bộ khu cố che vẻ lúng túng. bà tài nói không có cách nào thoát ra khỏi vòng vây như lần trước nữa sinh mạng tôi và hai đồng chí cán bộ này giao cho anh anh ba nếu kẹt tụi tôi sẽ chiến đấu đến cùng bà tài nhanh nhẹn tôi có một hầm bí mật ba người thì chật lắm nhưng mà cố chịu nếu kẹt bị lộ tôi cùng chiến đấu với các anh tôi còn con dao bự đây này